Cùng với sự phát triển, số lượng phương tiện giao thông ngày càng đông, và nhất là ô tô. Và nhiều người trong số chúng ta thường rơi vào hoàn cảnh mất nhiều thời gian để tìm chỗ đậu trong hầm xe. Trước những điều này, hôm nay chúng tôi sẽ bật mí một giải pháp hầm xe thông minh và có thể nó sẽ giải quyết được tình cảnh này. Theo ban quản trị chung cư này, dù đây chỉ là hầm xe nhỏ với sức chứa 50 chiếc ô tô nhưng điện vẫn phải bật liên tục. Điều này đã gây đội chi phí quản lý, hầm xe luôn bị nóng, thiết bị nhanh hư hỏng, mất thẩm mỹ. Vì thế, ban quản trị đang phải tìm giải pháp. Nhu cầu về cái ánh sáng mà để cho người dân khi mà đi đứng này, thậm chí là đi tìm kiếm những cái xe cộ phương tiện của mình, thậm chí những trang thiết bị ở dưới tầng hầm, cũng đó là một cái điều mà hết sức cần thiết. Hầm xe thông minh và cái giải pháp này, tầng hầm cũng vẫn đủ ánh sáng và cũng đảm bảo cho cái an toàn của tầng hầm và thiết bị được bền vững hơn. Theo tính toán, trung bình một hầm xe phải lãng phí 12 tiếng một ngày cho việc thắp sáng liên tục. Như vậy, việc áp dụng bộ giải pháp này sẽ giúp tiết kiệm trước mắt được khoảng 40% lượng điện năng. Thì gồm có 3 hợp phần cơ bản. Thứ nhất là công nghệ kết nối không dây. Thứ hai là cảm biến chuyển động. Thứ ba là những cái đèn có thể tăng giảm độ sáng khi không có người, xuống đến mức 5, 15, 20% tùy yêu cầu cho đầu tư. Áp dụng được cho cả hầm để xe cũ lẫn hầm để xe mới. Và như vậy là ngoài cái việc chúng ta thay thế đèn, chúng ta mua lắp cảm biến mới thì không cần phải đi lại mạng lưới dây cũ. Ngoài ra thì khi mà khu vực nào đã được lắp cái hệ thống này thì coi như nó được phủ sóng không dây sẵn. Thế thì sau này chúng ta có thể tích hợp thêm những ứng dụng thông minh mở rộng khác. Thí dụ như là hướng dẫn tự động tìm cái chỗ trống để đổ xe, hoặc là nhắc bạn nhớ ra bạn để xe ở đâu nếu bạn quên. Ngoài ra, giải pháp này còn có thể ứng dụng ở hành lang, nhà kho, cầu thang bộ của văn phòng, bệnh viện, trường học hoặc cho các siêu thị, giúp tiết kiệm năng lượng tối đa. Hầm xe thông minh cũng là một trong những giải pháp hiện đại góp phần vào việc xây dựng thành phố thông minh theo định hướng thành phố Hồ Chí Minh.